Busan, thành phố biển tuyệt đẹp của xứ sở kim chi, một trung tâm kinh tế, chính trị và văn hóa xã hội quan trọng của Hàn Quốc, cũng chính là địa điểm được lựa chọn để tổ chức vòng tứ kết của Chung kết Thế giới 2023. Tuy nhiên, cho đến trước trận đấu hôm nay, có lẽ đây không phải là vùng đất an lành cho các chiến binh LCK khi rất nhiều lần họ đã từng gục ngã trước ngoại bang LPL tại đây. Chung kết Thế giới 2018, MSI 2022 đều là những nỗi đau chưa thể nguôi ngoai của người Hàn. Trong viễn cảnh gian nan thử thách đón chờ, vẫn có một chiến binh kiêu dũng tiếp tục đấu tranh cho niềm tự hào của quốc gia dân tộc. Chiến binh ấy không ai khác ngoài tập thể T1 Phượng Hoàng LCK. Và với chiến thắng vô cùng thuyết phục trước đương kim á quân LPL là LNG, T1 bước tiếp trên con đường diệt trừ ngoại bang, đem lại vinh quang cho tổ chức và quốc gia. Hôm nay, hãy cùng với Cao Phiên mình nhìn lại và phân tích cặp đôi nam nảy lửa này nhé. Trước khi bắt đầu video, rất mong anh em có thể để lại tụi mình những lượt like, đăng ký kênh, cũng như để lại bình luận về trận đấu đầy cảm xúc này nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng bắt đầu thế nào. Bước đến ván đấu đầu tiên, với việc lựa chọn xuất phát từ đội xanh, Lý Ninh nhanh chóng khóa lại power pick Javan đệ tứ cùng xạ thủ Kai'Sa cho Gala và Azir cho Scout trong lượt lựa chọn đầu tiên. Trong khi đó, T1 đáp trả với Orianna cho Faker cùng bộ đôi Real Achok cho cánh trên, cho thấy lối cấm chọn quen thuộc là dồn lợi thế cho cánh trên, trong khi để sự đa dạng về bể tướng của đường dưới sẽ được chọn sau. Nhận thấy xu hướng cấm chọn dựa vào thế mạnh bể tướng đường dưới của T1, Lý Ninh tiếp tục mạnh tay cấm vào các tướng đường dưới và đưa T1 vào lựa chọn Senna. Lý Ninh cho thấy sự quái của mình khi lấy ngay Big Crank để đón đầu khắc chế Senna Tam Ken của T1 cùng quen đường trên cho Zika. Lúc này T1 cho thấy sự linh hoạt cực kỳ thú vị trong lượt lựa chọn tướng khi chuyển hướng lấy Nila cho Gumayushi và đẩy Senna đi hỗ trợ cho Keria. Với đội hình đã chọn của hai bên, điều kiện thắng hiện ra tương đối rõ ràng cho T1. Họ cần phải có những pha xử lý chính xác giai đoạn đầu trận để có đủ cơ sở tiến vào các pha giao tranh tổng nơi lượng sát thương diện rộng trở thành mối đe dọa lớn với Lý Ninh, trong khi về phía bầy kỳ lân Tô Châu, trục rừng đứng giữa của họ sẽ phải cho thấy áp lực từ sớm để bẻ gãy các mũi nhọn nguy hiểm của T1. Bước vào những diễn biến đầu tiên của trận đấu, nhận thức được việc đang cần phải phong tỏa Achok của Zeus để phòng trừ hội họa về cuối trận, do đó Tắc Răng và Zika đã cùng dàn dựng thế thuận lợi để gánh vào Zeus. Pha xử lý chính xác từ hai thành viên Lý Ninh khiến cho Zeus dù còn đủ tài nguyên vẫn phải nằm lại và lợi thế cánh trên được mở ra dành cho Zika. Với lợi thế đó, những bước tiếp theo của Lý Ninh có thể rơi vào hai kịch bản sau. Thứ nhất, tiếp tục kèm chết Zeus để phế hẳn nửa cánh trên của T1 và tạo ra một quân xanh sao về sau. Hoặc là hai, khi tạo tiền đề thành cánh trên, mid rừng của Lý Ninh cùng nhau kiến tạo tình huống và khai thác cánh dưới để trói chặt tất cả mũi nhọn của T1. Lý Ninh đã chọn phương án 2. Với điều kiện để họ thắng lợi là Scout và Tắc Răng phải phối hợp tốt để triệt hạ Faker hoặc Honor, đồng thời Zika sẽ giữ vững lợi thế để lăn cầu tuyết cánh trên. Tuy nhiên, trói chặt đầu thì không thấy, chỉ thấy họ đã làm sai hai điều kiện nói trên gần như cùng lúc. Phút thứ 11 của ván đấu, Honor cầm sứ giả ra đường giữa, tận dụng lợi thế thắng đường mạnh mẽ của Faker khai thác lớp giáp trụ. Lập tức, với sự hiện diện của Tắc Răng, Scout lao lên phân chia thiên hạ nhằm đẩy sứ giả ra khỏi tầm tấn công của trụ. Tuy nhiên, Scout xử lý lỗi và chẳng gây áp lực gì lên Faker và cả sứ giả, trong khi Tắc Răng bị Honor phát hiện ở bãi chìm và trúng một cú chọc quỳ choáng của Real, không thể phối hợp cùng với đường giữa. Scout trúng chiêu cuối của Real phải tốc biến và chạy về với 30% máu, trong khi Tắc Răng đáng ra phải đi về để tiếp tục đà xử lý lỗi, combo qua tường, úp lồng nhằm hạ Faker. Khi con sứ giả còn sống đang tăng trụ, Faker còn nguyên chiêu cuối và Scout thì chẳng còn gì để đánh nhau. Hệ quả là Tắc Răng một đi không trở lại, trong khi đó ở cánh trên, thay vì tìm cách để duy trì và khuếch đại lợi thế, Zika với sự non nớt háo thắng đã càn lên đánh nhau với một Zeus đã cầm kiếm răng cửa. Và đã vậy, Zika còn phụt phần lớn các chiêu quan trọng của Wen để rồi nằm xuống gần như cùng lúc với đàn anh Tắc Răng. Lúc này, cả hai điều kiện thắng nói trên của Lý Ninh đều đã bị họ một tay ném qua cửa sổ. Với lợi thế sẵn có ở trục giữa bản đồ và sự cân bằng lại lợi thế ở cánh trên, T1 rộng cửa kiểm soát hang rồng lửa. Nhờ lợi thế khổng lồ mà Faker có được với ba rồng nguyên tố liên tiếp có được, T1 đẩy Lý Ninh vào thế khó khi buộc phải đánh nhau ở ngay con rồng tiếp theo với một đội hình chịu nhiều thua thiệt từ sau những sai lầm bắn ấy. Tại đó thì Honor đã định đoạt cả ván đấu với pha cướp rồng ngoạn mục trước mắt đội hình của Lý Ninh, đem về linh hồn rồng lửa dành cho T1. Với sức mạnh gia tranh tổng đã mạnh, lại có lợi thế vượt trội nhờ xử lý tốt không bị đường, nay lại còn có thêm linh hồn rồng mạnh nhất trong sóng nguyên tố, T1 như hổ mọc thêm cánh, nghiền nát Lý Ninh trước các pha giao tranh để tiến thẳng đến Baron, đem về cơ hội dứt điểm ván đấu. Cũng phải nói thêm rằng, không chỉ đường trên cùng mít rừng cùng phạm sai lầm nghiêm trọng, mà cả hỗ trợ của Lý Ninh cũng tỏ ra cực kỳ khó hiểu với hàng loạt pha kéo nhắm vào Achok quá khủng khiếp của Zeus, gián tiếp giúp cho thần sấm bổ nát đội hình Lý Ninh trong cả giao tranh hang rồng lửa và giao tranh quyết định ván đấu trong bùa đỏ ở phút thứ 24-25. T1 đánh tốt, khai thác chính xác những sai lầm của đối thủ, kết hợp với màn quăng game tập thể của đối thủ giúp LCK lát hốp, dễ dàng có thắng lợi mở màn sau hơn 26 phút. Thất bại trong ván 1, Lý Ninh tiếp tục chọn đội xanh trong ván 2 để có lượt power pick và lần này lựa chọn của họ là Maokai, đồng thời cấm đi Javan quá đáng sợ của Honor.
Không sai, chẳng cần phải sửa. T1 tiếp tục đem ra bộ đồ Real Atrox của ván 1, trong khi Faker lấy về Silas khi đã tự cấm đi Orianna. Hai đường đơn của Li Ning cũng sớm lộ diện là Jay của Scout và tiếp tục là Wen của Zika, bất chấp thất bại khó nuốt ở ván 1. Với việc cả hai đội đều được cánh dưới những lượt lựa chọn cuối cùng, hai bên đều tiếp tục cấm xạ thủ và hỗ trợ khi Li Ning loại bỏ đi Caitlyn để tránh phải gặp Caitlyn Luck, cùng với việc loại luôn Reta, một hỗ trợ khả năng tạo đột biến quá mạnh. T1 cấm Kai'Sa và Nautilus để tránh việc bị nhắm vào một mục tiêu từ đi đường cho tới giao tranh. Và với việc Li Ning lấy về bộ đôi giao tranh tổng cực mạnh là Aphelios và Rakan, T1 tiếp tục cho thấy sự tính quái và đa dạng của bộ đôi đường dưới khi đem về Varus và Ash, bộ đôi siêu cấu rỉa và hướng đến việc đè nát lên bot của Gala. Như vậy, có thể thấy rằng nhiệm vụ của T1 là phải đè nát đường dưới để khống chế hoàn toàn năng lực giao tranh của bộ đôi Aphelios, Rakan, trong khi trục mid rừng là Maxxix linh hoạt đánh mạnh ra hai cánh, đặc biệt là đường dưới của Li Ning muốn kéo người xuống để giúp Gala giảm bớt áp lực. Trong khi đó, kèo đối đầu giữa Zeus và Zika tiếp tục là kèo kỹ năng, bên nào thi đấu tốt hơn sẽ tạo ra áp lực đẩy lẻ mạnh về giai đoạn sau của ván đấu hoặc tiến hành hỗ trợ ra hai cánh. Đối với Li Ning, nếu họ muốn giành được thắng lợi gỡ gạc thì nhiệm vụ cả đội không có gì ngoài việc phải bảo vệ cho Aphelios sống yên ổn và có lợi thế đến các pha giao tranh tổng, đồng thời Zika phải chấn chỉnh lại cách đánh ngay lập tức để đảm bảo một cánh trên đủ tin cậy và có thể đương cự với Zeus. Diễn biến đầu trận của ván 2 nhìn chung có phần trầm và chậm rãi hơn ván 1 khi cần có thời gian để chủ lực Gala thăng tiến sức mạnh. Họ chủ động đánh tương đối thủ hòa và hạn chế giao tranh không đáng có. Biết được điều kiện thắng là Gala phải tăng tiến ổn hoặc ít nhất thì Jay của Scout phải khỏe để cân bằng lại lượng cấu máu gây ra bởi hai thành viên đứng dưới T1. Tắc Răng và Scout lần này làm tốt trong việc khai thác Faker phút thứ 6. Với lợi thế tay dài, Scout đẩy lính vào trụ cùng với Tắc Răng phối hợp ăn ý đem về điểm chính công đầu tiên cho chính bản thân Jay. Lợi thế đường giữa phần nào mở ra cho Scout. Tuy nhiên, nhận nói ở phần cấm chọn, bộ đôi Guma và Kyria có bộ đôi tướng tay dài và cấu rỉa đi đường quá áp đảo, khiến cho dù có phải nằm sướng một mạng thì lợi thế về chỉ số lính hay lượng vàng, lượng trang bị vẫn không có thể chênh lệch. Sức mạnh đi đường quá lớn cùng hai chiếc cuối mở giao tranh tầm trung và xa quá tốt của bộ đôi đường dưới nhà T1 khiến cho họ một lần nữa là đội nắm quyền kiểm soát hàng rồng và liên tục có từ rồng này đến rồng khác, mặc cho nhiều nỗ lực ngăn cản đánh nhau từ Li Ning. Kịch bản quen thuộc lại lặp lại khi chỉ mới hơn 22 phút, T1 đứng trước cơ hội lấy được linh hồn rồng gió. Cần phải lưu ý rằng, tuy không phải linh hồn rồng quá mạnh, nhưng trong tay những tướng có sức cản lướt mạnh như Atrox, Rell và Silas, rồng gió sẽ phát huy gần như tối đa tác dụng giúp T1 dễ dàng truy đuổi hoặc giữ khỏi giao tranh một cách cực kỳ chủ động. Trong khi đối với hai xạ thủ thiếu cơ động như Varus hay Ash, thì sự bổ sung tốc độ di chuyển, đặc biệt là sau khi tung chiếu cuối, là một cứu cánh cực kỳ đáng giá với họ. Không muốn T1 có được lợi thế đó, Li Ning là người cần kiểm soát tầm nhìn và khởi động rồng để cản sức mạnh rồng đối thủ. Trong những giao tranh tổng như vậy, điều kiện hai bên phải làm được trong giai đoạn tiền giao tranh là cố gắng cầu máu nhiều nhất có thể để ép đối thủ vào thế bất lợi. Tuy nhiên, trong tình huống này, cái đội chưa có bất kỳ pha cầu máu nào thực sự đáng kể trước giao tranh, nên kết quả sẽ phụ thuộc vào cách xử lý của những vị tướng có khống chế và sát thương diện rộng như Maokai, Aphelios, Rakan bên phía Li Ning hoặc là Atrox, Rell bên phía của T1. Mở màn cho những tình huống giao tranh, Faker cướp chiếc cuối Rakan, lao thẳng vào phá Zika, không cho anh ta tiếp cận hai vị tướng tay dài yêu máu đằng sau đội hình T1. Trong khi ở cánh còn lại, Honor cũng đồng thời lao vào với sức hút kinh hoàng nhằm cản bước hàng nguồn sát thương quan trọng của Li Ning là Scout và Gala. Tuy không dùng chúng chiêu cuối, nhưng cú đâm quy gây choáng của Honor lại chính xác giữ chân được cả Scout, Tắc Răng và Gala, tạo điều kiện cho Zeus từ trên băng xuống, chặt vào tuyến sau Li Ning sau khi Honor hoàn thành nhiệm vụ và nằm lại. Và Zeus tiếp tục thay anh ta, gây áp lực và sát thương khủng khiếp lên tuyến sau của Li Ning, khiến họ bất lực trong việc tiếp cận phần còn lại của giao tranh. Ở cánh còn lại, Zika và Hang bất lực trong việc đánh vào tuyến sau của T1 và không có bất cứ cơ hội nào để Li Ning mở ra một pha combo combo từ các chiêu cuối diện rộng. Kết quả thì họ nằm lại hai người, ba thành viên còn lại không ai trên 30% máu. Trong khi trừ Honor lên bảng, đội hình T1 vẫn cực kỳ khỏe và họ dễ dàng có linh hồn rồng gió và vươn lên về mặt thế trận. Sau tình huống rồng 4, hai đội đều chơi chậm lại để tiếp tục thăng tiến sức mạnh và chờ đến những mục tiêu quan trọng hơn để làm cớ giao tranh. Cái cơ ấy đến phút thứ 30 với sự xuất hiện sớm của rồng ngàn tuổi. Tại đây, đội trưởng Scout của Li Ning đã phạm phải hai sai lầm nghiêm trọng. Thứ nhất, anh ta bắn cầu sấm đa phần là hụt hoặc chỉ trúng những người có khả năng hồi phục, chịu đòn tốt như Faker, Honor, dẫn đến việc Li Ning không có lợi về máu trước giao tranh, trong một thế trận bị dẫn trước. Thứ hai, là anh ta đã cùng với Hang lao vào quá sâu để bắt lẻ Zeus, lúc này đã cấp 17 và có quá nhiều trang bị quan trọng khi cả phần còn lại của Li Ning không thể đến kịp trong giao tranh. Việc Hang dùng chiêu cuối Rakan chỉ để bắt lẻ Zeus khiến cho Li Ning mất một công cụ gom người cực tốt trong giao tranh tổng. Hệ quả là Zeus thoát được dễ dàng với sự trâu bò của Atrox. Trong khi cả đội T1 tiếp ứng cực kỳ nhanh nhờ vào tốc độ di chuyển của rồng gió bàn trò, Scout trúng cả hai xích của Atrox và Varus nằm xuống ngay lập tức và đội hình Li Ning tan vỡ khi không còn thế giao tranh.
từng người một nằm xuống dưới sức sát thương quá lớn của T1 mà không làm được gì vì đã hết công cụ giao tranh. Chiêu cuối của Maokai cũng chẳng có ý nghĩa khi sát thương chủ lực đã nằm xuống, Liên Ninh vụn vỡ mở ra cơ hội cho T1 công đánh nhà chính và nhanh chóng kết thúc ván đấu. Trong thế chân tường, Kylian Toucheou không dám liều mạng đổi bên, họ vẫn quyết định lấy đội xanh để cạnh tranh những power pick meta hiện tại. Orellana được scout lấy về để có giai đoạn đầu chuyện áp lực hơn vào Faker phía bên kia chuyển tuyến. T1 thì cũng lóc lại hai lựa chọn Poppy và Azir tương đối nhanh để áp trả, hình thành một bộ đôi mid rừng make play đa dụng từ giữa trận. Được lựa chọn sau, nhưng khi sự tự tin đã phần nào giảm bớt sau hai ván thua, tắc rằng về với lựa chọn Sejuani trong khu rừng để đối đầu với Poppy của Honor. Trong khi đó thì Zika sau hai ván chọn sau kém hiệu quả đã phải blind pick Grenaton để trao lợi thế vào tay với cánh dưới của mình. Với một cánh dưới đi đường quá áp lực, T1 tự tin thả ra nhiều hỗ trợ cho hàng, chỉ cầm đi toàn bộ những lựa chọn đáng sợ trong tay của Gala. Việc tước đi Kai'Sa truyền đi một thông điệp rất rõ ràng từ T1, đó là họ muốn dứt điểm chuỗi trận bèo năm tại ván đấu thứ 3 sau hai ván được chọn cuối. Cuối đối đầu với hàng phong độ không quá cao, Kyria tự tin lấy về Renata Glass, lựa chọn rất đa dụng và đầy đường hiệu quả trong meta. Kết hợp với Varus nhịp độ trên người của Guma, đây là cặp đôi vừa đẩy vừa chống băng trụ tương đối hiệu quả, lại có thể hỗ trợ tốt trong giao tranh lớn với hai chiêu cuối vô cùng hiệu quả. Đường dưới của Liên Ninh sau hai ván thua đường thảm hại buộc phải lấy về bộ đôi tay dài là Aphelios và Milio để cân bằng áp lực đẩy đường dưới với T1 bên kia chiến tuyến. Và counter pick được nhường lại cho cậu em Zeus. Và anh ta không ngần lại khóa lại dây đường trên, vừa để tạo áp lực đi đường, vừa để trở thành chủ lực thứ 3 giai đoạn sau trong đội hình của T1. Có thể thấy rằng, sau hai ván đấu phủ đầu Kylian Toucheou, T1 đã về với bản ngã bằng những lựa chọn thuận tay nhất cho từng thành viên. Đội hình đánh đầu trận không yếu, về cuối lại cực mạnh, cho phép T1 dứt điểm kèo đấu này bằng nhiều cách khác nhau. Với kèo đấu chuyển ngược so với ván đấu đầu tiên, Scout có chút trên cờ Faker. Ngay những tình huống trao đổi đầu trận, Faker phải dùng bình máu và dịch chuyển sớm, chụp giữa bản đồ ngỡ như là tiên cơ cho Kylian để kéo ngắn khoảng cách trong loạt biểu 5, nhưng Honor nói không. Xâm lăng rừng bùa xanh từ cấp độ sớm, trao đổi lỗ máu, nhưng người ta những tưởng rằng Honor chỉ muốn phát hiện, đọc vị tác răng nhằm tạo lợi thế, chúng can thiệp chui các đường, nhưng không. Jim Chúa có tình huống tốc biến, ủi vai, mà có lẽ đến cậu bé rừng xanh cũng phải thẳng thốt. Trên công đầu là một mạng solo kill cho Honor khi áp lực đường giữa mà Scout tạo ra, khó lòng được tận dụng trong những phút đầu trận sang hai cánh bản đồ. Tuy nhiên thì như đã nói, với chất tướng hai tay dài đường dưới, áp lực của Liên Ninh ở ván đấu này là nhiều hơn trông thấy. Cộng hưởng với lợi thế của Scout, Kylian Toucheou quyết định thực hiện tình huống băng trụ sau khi biết Faker đã sử dụng di chuyển của mình. Đi bộ từ đường giữa xuống đường dưới là quá lâu, Faker không thể cứu được người cháu thân yêu của mình. Hợp chất điên loạn mà Kyria cũng chỉ có tác dụng cầu kéo thêm tài nguyên và teaser của Liên Ninh Esports. Người thân máu nhất của Kylian là xạ thủ Gala, cũng vẫn còn sống sót trở về với tay đồng đội, nhưng cũng chẳng mất nhiều thời gian để Guma và Kyria báo thù. Trong tình huống tắc răng tiếp tục muốn dồn lợi thế cho Gala, Guma Yoshi có tình huống bắn tốt, kết hợp với sức mạnh từ bộ kỹ năng của Kyria để khiến Gala phải nằm lại tức tưởi sau khi cố gắng gọi đồng đội xuống hỗ trợ. Bẵng đi một thời gian, cánh duy đánh nhau tới sứt đầu mẹ chán. Đường kênh Zika thì thở không nổi với một người bảo hộ mai sau ác quỷ trong tay của Zeus. Anh buộc phải nỗ lực dịch chuyển tạo đột biến cho đồng đội khi T1 đã có dòng nguyên tố. Nhưng những gì còn lại của Liên Ninh sang mục tiêu của T1 chỉ là một Honor đã hoàn thành nhiệm vụ. Dường như không cam chịu, họ tham lam nhắm tới Guma và Kyria một lần nữa. Nhưng lần này, T1 đã trông còn bị bất ngờ. Faker đến và cùng với đường dưới của mình hạ sát bộ đôi top rừng đối phương, lấy về double kill, bù đắp tuổi thơ khốn khó cơ cực phải thua đường của mình. Trong khi đó, pha di chuyển của Zika không những sôi hỏng bỏng không, mà về đường trên còn mất cho Zeus nguyên một trụ đầu, hình thành con quái vật tên Jay ở giai đoạn sau ván đấu. Chưa muốn dừng lại những đau thương cho đường trên C5-2K3 trong ván đấu này, Faker tiếp tục lên đường trên, lột ra cá sấu về làm áo khoác. Zika chính thức hết đường trời một cánh để lẻ. Khoản tiền mà Zeus cầm ngay lập tức được chuyển hóa thành đôi mang ạ gục, khanh đáp xuống cánh dưới bản đồ, cùng Faker, Honor tấn công Scout và tạc rằng không một đường lui trên bộ đôi Mỹ rừng Hàn Quốc của Liên Ninh. Faker làm chút content khi tốc biến vẫn không thoát được trụ bắn, nhưng tự trung thì T1 vẫn giành được vô và lợi thế ở giữa trận khi đã có một giày hạ sơn quá uy tín. Phần còn lại của ván đấu thì chỉ là spotlight của Zeus với những kỹ năng chết chóc và đội hình chưa có lớn mạnh của Liên Ninh. Scout có mặt hội quân khi lệnh sóng âm thì chưa có. Gala thì nhiều đồ thật, những người thử sát thương đó lại chính là những chống chịu của Kylian khi hợp chất điên loạn được Kyria thảy ra là quá đẹp. Baron và cả linh hồn dùng công nghệ không còn cửa nào cho Liên Ninh khi mà những cú cầu sấm qua cổng gia tốc của Zeus giống như kỹ năng chọn mục tiêu mà hàng tăng rằng không khác gì những bia tập bắn của anh ta. Zika bất lực muốn thử sát thương cũng phải bất lực nằm lại trong một kèo solo đã bất cần về đồ. Phía Liên Ninh không phòng ngự nổi khi cầu sấm liên tục tìm đến như vậy, họ bất lực nhìn nhà chính nổ tung trong ván đấu thứ 3.
Có lẽ tình yêu với LCK, với T1 khiến phần đông mọi người đều dự đoán thắng lợi cho đại diện cuối cùng của khu vực Hàn Quốc trong cặp tứ kết thứ tư. Nhưng không ai mà ngờ rằng T1 có thể thắng một cách ngoạn mục và thuyết phục đến vậy. Sau cùng, Last Hopes của LCK được nối dài và Last Dance của T1 2022 cũng được viết tiếp như một mạch truyện nhiệm màu. Công cuộc chống LPL của T1 sẽ được tiếp tục khi dọn dẹp gọn nạn nhân đầu tiên Á quân LPL mùa hè Leaning Esports. Kỳ lân Tô Châu dù mạnh mẽ và ngoan cường, được đánh giá là 1-9-1-10 với Jin Dong cũng thật nhỏ bé trước một T1 đang hừng hực khí thế rửa nhục LCK trên phần sân nhà. Và cảm nghĩ các bạn ra sao là đấu này, liệu T1 sẽ tiến xa tới đâu khi trước mắt họ là một Jin Dong đầy khí thế? Hãy để lại suy nghĩ ở dưới phần bình luận nhé. Và cuối cùng, anh em nếu thích nội dung Liên Minh Thoại hoặc những câu chuyện xoay quanh chung kết thế giới sắp tới, cũng đừng quên theo dõi và đăng ký kênh Cà Phê Liên Minh, cũng đừng ngần ngại nêu ra bình luận bên dưới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.